Rồi, chào mọi người. Hôm nay đã lên tiếp người một lô hàng từ Nhật về nhé. Thì lô này gồm có những cây cán quạt nè. Đây là những cây cán quạt rút mini. Cây này nó thu gọn tầm khoảng 60cm đổ lại thôi. Ngoài cây cần 4 khúc nè. Đó, cần lô, máy đứng, máy ngang. Có kit manograph nè. Dít biển. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho người xem nhé. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không giống bếp shop lên á thì anh em gửi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi mọi người mã số 1. Thì đây, một mã số 1, một mã cây cán quạt. Giờ tập khoảng 2 găng tay thôi nha mọi người. Đó. Chưa tới 2 găng tay nữa. Đây là một cây cán quạt của hàng Isotama nè, mini. Cây này 3m nha mọi người, dài 3m. Ốc riêng này sẽ là ốc 11 nhé. Đó. Thì mấy cây cán quạt này rất là tiện luôn, anh em về có thể làm cán quạt nè, làm cây móc lỗ. Thì mấy cây ngắn gọn này thì anh em dễ di chuyển nè. Và cây được sản xuất tại China nha mọi người. Đó. Thì cây tổng thể ngoại hình cây này còn rất là mới nha mọi người. Đây, cái lớp ngoài nó hơi bị xây xát nè, lớp nhám thì xây xát tí, nhưng phần trong này thì bao mới cho mọi người luôn. Đó. Rất là mới nhé. Mấy cây này thì thích hợp cho anh em nào dạng đi du lịch nè, đi xa nè, đó. Rất là mới luôn. Đó. Ốc 11 càng cán rất là đẹp nhé. Thì cái này nặng là 420g. Đó, ốc của nó ốc 11 dài 3m. Thì chiều dài 3m nó ghi trên cán quạt đó là nó tính luôn cái mặt quạt nha mọi người. Nếu không có mặt quạt thì cái này nó ra tập khoảng 2m7, 2m5 ha. Đó. Thì shop sẽ nói gõ cho mọi người vậy. Và cái này thu gọn là tầm khoảng 42cm nhé. Giá cây số 1, giá 800k nha mọi người. 800k cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 vẫn là một cây hàng cản quật. Đó. Thì cây này cản quật này dài là 4m2 nha mọi người. Dài 4m2. Đó. Phôi là phôi carbon. Mà có tem xích Nhật. Đó đây. Và cây này thì cái rubber nó chỗ này nè, do chủ trước của họ họ bao cái màng bo này nè, đó, màng co này nè. Đó. Bị chóc sơn nha mọi người. Đây, chóc sơn. Thì anh em về cứ bao màng co lại thôi. Đó. Đẹp đẽ liền. Rồi, chỉ có một điểm thôi, tất cả phần lại là cần cán quạt rất là đẹp nha mọi người. Ốc của nó vẫn là ốc 11 nha, ốc vẫn ốc 11. Cây này nó nặng là 380g. Dài 4m2, ốc 11. Thu gọn của nó là 62cm. Nha mọi người. Đó, rất là nhỏ gọn. Phôi là phôi carbon sẵn nè. Đó, cây này sẵn rất là đẹp nha. Đó. Đẹp lung linh luôn. Nói chung nếu xước thì mấy cái này nó dạng xước lông mèo nhẹ thôi, giống như thế này. Đó. Phôi thì mấy cái này bao chắc rồi, sẵn gân gút nha mọi người. Rất là đẹp. Bán hàng thì như về cho anh em kiểm tra nhé. Thấy bể dập thì anh em báo mình nhận lại hết luôn nhé. Đó, anh em yên tâm. Đây, đó, phôi rất là đẹp nha. À, cũng nhỏ gọn nữa. Đó, ghê. Thu gọn có 62cm thôi. Và cái này giá công khai cây số 2, giá 900k cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây cán quạt nha mọi người. Đó, cây số 3 là cây cán quạt. Và cây này nó để là 6m nha mọi người. Đó, cây này là 6m. Đó. Và đặc biệt cây này nó có cái đồ treo nè, đồ treo cho anh em nè, đó. Dắt cho cái ba lô hoặc cái bị gì đó nè, đó dắt vô là đi thôi. Đó. Cây này đây. Mà có tên của nó đây. Đó. Cây này cũng từ Nhật về nha mọi người. Thì đây nó có một cái bàn con nè, đó, bàn bo lại nè, đó. Làm rất là đẹp. Tổng thể cái này nhìn cũng rất là ok ha. Ốc của nó quăng ốc 11 nha mọi người, ốc quăng ốc 11. Thôi đi. Thôi bo sẵn nha mọi người, sẵn gân gút luôn. Rất là đẹp. Đó. Thì bao với mọi người là bao lỗi nha. 6m. Lần trước cũng có mấy anh đặt mấy cây này nè, đó. Đây thì nó có bị xước xát nè, do cát nó đi vào mọi người. Đó. Đây, xước xát nha mọi người. Đó, xước xát cái này thôi. Tất cả phần lại này rất là đẹp nhé. Chung thì mấy cây cán quạt này xước xát cái này không ảnh hưởng gì. Đó.
Thôi có mấy cái này thì bao dày à. 6 mét người, 6 mét. Và cái này nặng là 730 g, ốc 11 thu gọn là 62 cm, giá công khai cây số 3, giá là 1.1 triệu người, 1.1 triệu cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây cần súp. À, một cây súp. Thì đây một cây súp Blender của hãng Shimano. Đó. Đây một dạng cần khá là hiếm bây giờ rồi. Đó, cây này được sản xuất từ Indo nha người. Đó, mấy cây súp đời mới giờ ta phần là sẽ của China. Đó. Đây, súp Blender FV nha người, dòng này dòng FV. À 425 CST. Đó. Thì cái súp này đảm bảo người là ngoại hình rất là mới người, nó ra tầm khoảng 95-93% nhá, rất là mới luôn. Cần thì nguyên zin, chưa hạ bát nè. Đó. Bát Fuji Japan, bát Siwa. Phen là phen Fuji, à, lỗ xám. À, phen là nguyên zin hết luôn mọi người, nguyên zin. Thì súp thì nó sẽ có định vị nè, đó. Đủ mét đủ tắc nha. Định vị lóng nha mọi người, đó. Phôi là sẵn gần guốc nè, đó. Sẵn thì khỏi bàn. Đó. Rất là mới nha. Đây, rất chi là mới. Đây. Lóng thứ hai nè, độ sức không có xuất sắc luôn này, anh em thấy mấy cái này nó mới cực kỳ luôn. Đó. Cái này thì về trên cho anh em là câu lục nhé, câu lục, câu cá mè, câu bạc bãi. Thì cái này đầu cứng là CX nha mọi người, đầu cứng CX. Dài là 4m25, nặng là 420 g, đọt 2 ly 5, giá công khai cây số 4, giá là 2.8 triệu người, 2.8 triệu cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho người là một cây cần Abu. Đó. Thì đây một cây cần Abu 5 khúc nha mọi người, 5 khúc. Thì đây một dòng cần Abu 5 khúc chuyên về cho anh em câu cảm giác. Đó. Câu lóc, câu chẽm, câu cá suối, câu dịch vụ. Thì cây này dạng hàng trưng bày, nó còn cái miếng ni lông ở đây luôn nè. Đó, cần rất là mới. Bát là bát Fuji nha người, bát Fuji. Phôi carbon, phen là phen Fuji. Và cây Abu này thì nó dài là 1m5 thôi nha mọi người, dài 1m5, nặng là 94 g. Dài 1m5, nặng 94 g. Độ cứng của cái này là độ cứng ăn lờ. Độ cứng cái này là độ cứng ăn lờ. Và cái này nó lua từ 2 đến 8 gram nha người, lai từ 3 đến 6 lb. Rồi, giá công khai cây số 5, giá 1.8 triệu người. 1.8 triệu cộng ship cây số 5. Ok Abu. Anh em thích nhỏ gọn thuận tiện thì hốt em nó về. Tiếp theo qua bên đây. Qua đây là cây số 6. Thì cái số 6 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Wally Hill. Đó. Thì Wally Hill là một hãng của Nhật, nhà máy được đặt ở China người. Đó. Đây một cây Wally Hill. Wally Hill. Đó. Đây, tem rõ ràng. Thì cây này thuộc dạng mình lấy thì họ để là hàng trưng bày nha mọi người. Đó, cảm ơn. Lúc về thì nó có miếng lông bên đây nè, xấu quá thì tháo qua luôn. Cần thì còn rất là mới luôn. Đó, cây này mới thì đảm bảo mọi người nó ra tầm khoảng 95% nha. Thì cây một cây Wally Hill máy đứng, dài 1m98, thu gọn của nó là 54 cm, nặng là 105 g. Phôi là phôi carbon, bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji Sheet. Bu của nó là bu chống sẵn nha người. Bộ chống sẵn. Độ cứng của cây này độ cứng ML. Thì độ cứng ML thích hợp cho anh em câu lóc nè, câu chẽm. Anh em câu lua. Đó, thoải mái. Cần thì rất là mới nha người. Đó, màu đỏ nè, anh em thích hợp màu đỏ thì hốt nó về, hợp phong thủy. Thì được cái thì cây này nó có cái túi nha người, có túi nè, có hộp này luôn, hộp cứng luôn, túi này túi cứng luôn nha mọi người. Đó. Wally Hill. Đây, thông số của nó đây. Độ cứng medium line nha mọi người, độ cứng ML.
và cây này nó lô từ 1.5 gram đến 10.5 gram những người, lai dây từ 7 từ 4 đến 10 lb đó. Thích hợp cho anh em lô lóc lô chẽm nhé. Lô lóc thì anh em có thể câu nháy hơi nha mọi người, càng rất là mới và đẹp. Rồi giá công khai cái số 25, giá công khai cái số 6, giá là 2.500.000 người, 2.500.000 cộng ship cái số 6. Tiếp theo cái số 7 thì cái số 7 tiếp cho mọi người quẩn một cây cần của Wally Hill đó. Đây, đó đây. Thì đây một hàng trưng bày với một cặp về, một cặp máy đứng và một cây máy đứng, một cây máy ngang nè đó. Thì cái máy ngang này về thì miếng ni lông ở đây thì còn mới nè, để lại luôn đó, nó còn miếng siêu ni lông ở đây nha mọi người đó, dạy hàng trưng bày về. Thì cây này nó chuyên về cho anh em nào câu lóc câu nhá thiệt được, vì cái này độ cứng của nó sẽ là mờ, độ cứng mờ, anh em câu chẽm cũng rất ok đó, săn hàng. Và cây một cây máy ngang dài 2m11 mọi người, dài 2m11 poly carbon, độ mới cái này ra tầm khoảng 95-96%, càng rất là mới, nhãn hàng trưng bày, ít sử dụng chưa qua sử dụng luôn. Đây phen, đây phen full xịt xịt nhé, full chống sắn poly carbon nè, rất là đẹp luôn. Thì như shop nó nói thì mấy cái này được cái nó có cái túi cứng đi kèm nha mọi người, anh em di chuyển rất là dọn gọn dễ nha. Đây càng rất là đẹp, bát pussy nè, miếng siêu ni lông còn nè, quay hiu. Và cái này nó nặng là 130 gram, thu gọn của nó là 56 cm, và cái này nó lua từ 5.25 gram, lua từ 5.25 gram đến 17.5 gram, lai từ 8 đến 16 lb nha mọi người đó, độ cứng là độ cứng M, anh em có thể câu nhá thiệt của tư luôn, lấy thiệt nhá hơi có lóc thả gà luôn. Thì mấy cây 4 khúc này thì thích hợp với anh em nào mà chuyên đi xa đi du lịch đó, để qua Bali hay ba lô rồi câu tới điểm mà lấy rồi di chuyển thôi. Rồi giá công khai cái số 7, giá là 2.500.000 người, 2.500.000 cộng ship. Tiếp theo cái số 8 thì cây số 8 đây cho người một cây hàng hệ của Shimano, và đây một cây cần của Shimano Zodiac. Đây một cây Shimano Zodiac và cây này còn tuổi nhé, cây này còn tuổi. Đây mọi người, Shimano Zodiac, một hãng, một cây loại cần khá nổi tiếng, cán của nó là cán carbon mọi người, cán là cán carbon đó, phôi là phôi dạng phôi hiboguit sẵn ít nha mọi người. Cần thì cũng đảm bảo cho mọi người, độ mới ra tầm khoảng 95%, cần rất là mới luôn. Đó. Bát là bát C cộng nhưng mà dạng bát Judas nè. Và cây này khoảng dài là 2m11 nha mọi người, dài 2m11. Thu gọn của nó là 45 cm. Thu gọn là 45 cm. Nặng là 120 gram. Và cái này lua từ 7 đến 21 gram người, lua từ 7 đến 21 gram, lai từ 8 đến 16 lb, đọt của nó là 1 ly 7 những người, đọt 1 ly 7. Và cái này được sản xuất tại China nhé, nhà máy đặt tại China, nhưng mà cái này shop lấy từ thị trường Nhật về nhau người đó. Cái này nó có định vị luôn nè, định vị lỏng luôn, anh em cứ gáp đúng vô cái này thì nó sẽ thẳng thôi. Khỏi mất công nhắm nghĩa vậy luôn, cái này thì phôi cắt khừ luôn á mọi người đó. Anh em câu lóc thì cô tư đó, câu lóc câu chẽm nhông, độ cứng của cái này thì độ cứng M mọi người, độ cứng M. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 3.3 mọi người, 3.3 cộng ship cây số 8. Thì có những cây hàng 4 khúc 5 khúc thế này đây, 1 2 3 4 5, thì thuận tiện cho anh em đi du lịch nhé, du lịch nhỏ gọn. Tiếp theo qua đây, qua đây là vài cây cần 2 khúc nha mọi người, vài cây 2 khúc và cầm gốc. Tiếp theo là cây số 9, thì cây số 9 lên tiếp người quẳng một cây cần của Shimano Zodiac. Thì những cây cán carbon này nè, nó sẽ đời của nó là đời 2020 nha mọi người. Có cây cán carbon 5 khúc này thì nó sẽ là đời 2021 nhé, 2021. Đây đây vẫn một cây Zodiac, và cây này là một cây cần 2 khúc nha mọi người, cây cần 2 khúc
dài 1m98. Độ cứng của nó độ cứng M, độ cứng ML đúng rồi, độ cứng ML, thích cho anh em nào dạng vừa thích bạo lực mà cảm giác nè. Đó. Hay dịu hơn một tí nhé. Phôi của nó vẫn là phôi carbon sáng ít nhá. Phen của nó vẫn là phen Fuji nè, phen Fuji. Cán của nó vẫn là cán carbon. Càng này mấy ngang nha mọi người, càng này mấy ngang. Phôi sáng ít. Đây, dài 1m96, độ cứng ML. Dài 1m98, độ cứng ML. Nặng 100g, đọt 1 ly. Đọt 1 ly 6 người. Đó, đọt 1 ly 6. Phôi sáng ít nhá. Rất là đẹp. Đó, khỏi chê qua là được. À, bô chống sắn, bô là bô Fusisit nha mọi người. Bô là bô Fusisit. Sẵn gần guốc nha. Rất chịu, ok. Và cây này nó lua từ 5 đến 15g, like từ 7 đến 14 lb. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 2,3 triệu người. Đó, 2,3 triệu cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số M, thì cây số M lên tiếp người vẫn là một cây cần của Shimano Zodiac. Thì cây số M này thì chuyên về cho anh em cầu bạo lực nhé, đánh bạo lực. Cán của nó vẫn là cán carbon người, cán carbon. Phôi của nó vẫn là phôi Hyperwave nè, phôi carbon sáng ít. Sẵn rất là đẹp luôn rồi, sẵn gân guốc luôn. Cần thì đảm bảo giống người, ngoại hình cơ gơ tầm khoảng 90-95% nhé, rất là đẹp. Phen đây, đó. Bu là bu chống sẵn, bu xít nhé. Và cái này nó dài là 2m11, nặng là 108g, đọt của nó là 1D8 người, đọt 1D8. Thôi rất là đẹp. Độ cứng của nó sẽ là độ cứng MH người, độ cứng MH thì anh em câu lóc gần thả ra coi. Đó, vô tư. Câu lóc đánh giá thiệt. Thì cái này nó lô từ 10 đến 30g, like từ 10 đến 20 lb. Đây. Rồi, hàng được sản xuất tại China nha mọi người, hàng được sản xuất tại China. Gần rất là đẹp. Hyperwave của Shimano. Rồi, giá công khai cây số mừng, giá 2,4 triệu nha mọi người, 2,400k cộng ship. Đó. Tiếp theo sẽ là mã số 11 nha mọi người. Thì mã số 11 lên cho người là một cây cần Majorac Corkis. Đó. Thì cây Corkis này thì được rất là nhiều anh em đánh phản hồi rất là tốt nè. Đó. Majorac Corkis của hãng Majorac. Thì cái này nó sẽ là một cây máy ngang nha mọi người. Cây này cây máy ngang, dài là 2m1, độ cứng của nó độ cứng H nha mọi người. Độ cứng là độ cứng H. Cây này về cho anh em câu cá leo, câu cá lóc, lưu chẻm, lưu nhồng, thả ga luôn. Đó, độ cứng H. Phen của nó là phen Fusisit đúng rồi, phen Fusisit. Đây, nó đủ tem nhá, cái này mình nhập về đủ tem. Cán bằng. Đó. Phôi là phôi carbon sáng quăng nè. Cây này thì ga nắng thì rất là đẹp nha mọi người. Ga nắng rất là đẹp luôn. Majorac. Bát là bát cán gỗ nè. Đó. Rất là đẹp ha. Ga nắng câu rồi khỏi chê. Đó. Cần thì còn rất là đẹp mọi người, cần rất là đẹp, phun túi nó chỉ dạng xước sát lông mèo nè, do trong quá trình vận chuyển thôi. Đây, phen là phần xít nhé, bu chống sắn. Và cây này nó sẽ dài 2m1, đọt 2 ly, nặng 146g người, nặng 146g. Và cái này nó lua từ 10.5g đến 42g người. 42g thì anh em câu bạo lực nhé. Line từ 12 đến 25 lb. Đó. Rất là chắc. Đây, phôi rất là đẹp nhé. Đây, điện thoại lên nét không kỹ đây. Tem đầy đủ, tem sức đầy đủ nha mọi người. Càng rất ok. Ok, hãng rất ok của Majorac.
Và cây này giá công khai 2,3 triệu người, 2,3 triệu cộng ship cây số 2, cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 lên cho người là một cây cần cổ đai qua. Đó, cây một cây review tiền. Đó. Cây rất là nhiều anh em câu nè, rất là nổi tiếng cây review tiền, cây của đai qua. Thì cây một cây đai qua, thì cây này còn tuổi nha mọi người, tuổi zin của nó đây. À, còn túi xin luôn. Cái này nó dài là 2m18 người, dài 2m18, gần 2m2 á. Tem đây qua người, dài 2m18. Phôi vẫn là phôi carbon. À, cán vẫn là cán mốt nè, à, dập chữ nè. À, người biểu tin. Cái này rất là mới nha mọi người, cái này mới, nó mới ra tầm khoảng 95% á. Bắt tay qua. Phôi sẵn nè, đó. Phen ca, phen xít nhá. Bát đây. Rất là đẹp nha mọi người. Thì biểu trình đây qua. Dài 2m18. Thu gọn là 1m. Thu gọn là 1m14 nha mọi người. Đó. Thu gọn là 114 cm, nặng là 126 g. Đó. Và cây này độ cứng của nó là độ cứng H nha mọi người, độ cứng H. Đọt của nó sẽ là 2 ly. Đọt 2 ly 2 nha mọi người. Đọt 2 ly 2, độ cứng H. Và cái này lô mồi từ 11 đến 42 gram. Đánh nhái thiệt nè, câu leo nè, câu lóc gần thả ra nè. Line từ mực 12 đến 25 lb. Mát là B số 5 nha người. Đó. Hàng này hàng được sản xuất tại China nha người. Đó, nhà máy đặt tại China. Thì cái này phân khúc giá này thì được nhiều anh em săn đón, đánh rất ổn định. Bên rất là đẹp nhé. Buông trọng sắn. Nói chung thì cần rất là mới. Và mới ra tầm khoảng 95%. Đây. Phôi của nó. Rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái số 12, giá là 3,3 triệu người, 3,3 triệu cộng ship cái số 12. Còn tối luôn. Tiếp theo cái số 13. Cái 13 lên cho người một cây cần cắm gốc, một cây dít biển. Thì đây một cây dít biển cắm gốc hãng của Joe FM. Đây mọi người, một cây Joe FM hàng nội địa nhé. Phôi của cây này là một phôi Bogo. Đó, phôi Bogo này nó xịn hơn carbon nữa nha mọi người. Đó. Và cái này nó dài 1m56, dít mát của nó là 115 g. Line của nó là 10 line của nó là từ BE số 1 đến BE số 3 nhé. Thì cái này anh em về câu câu chinh ghe, chinh bè. Đó. Anh em câu trụ điện cũng rất ok nhé. Nói chung thì nó dạng ngắn ngắn gọn gọn thế này nè. Đó. Câu chinh ghe thì anh em rất là dễ di chuyển nha mọi người. Đó. Càng này rất là mới rồi. Đó. Đây cái con mút của nó là không bị ố luôn nè. Bát của nó là bát Fuxigon. Đó. Fuxi nha mọi người. Giúp em. Phen là phen Fuxi, dạng phen ba chân á. Phen biển nha mọi người. Đây. Lỗi là lỗi xứng nè, đó, xứ xít nhé. Đây cũng vậy, xứ xít. Keo chỉ ok hết nha mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, bu là bu xít mô chày nè. Càng thì ngoại hình nó gơ tầm khoảng 95% nhé. Rất chi là đẹp. Cái này anh em về dít biển, dít trụ điện thả ra. Anh em câu miền Tây thì anh em có thể câu trên bè. Đó. Săn hàng. Rồi. Giá công khai cái số 13. Giá là 2,5 triệu người. 2,5 triệu cộng ship cái số 13. Tiếp theo cây số 14. Thì cây số 14 lên cho người một cây cần mai cho rap. Thì cây này còn tuổi luôn nha mọi người. Đó, cây này còn tuổi luôn. Và đây một cây cần cắm gốc Mayorab. Đây, phôi phôi carbon. Đó. Bát của nó là bát Fuxi nè. Bát Fuxi. Cần thì còn rất là mới. Đó. Đó, lâu mới về được một cây thế này. Thì cây này dài 2m1 người. Dài 2m1. Nặng là 175 g. Đọt 2 ly 2. Và cái này nó nhích. Lô mát của nó là 60 g này. Đó, lô mát là 60 g. Line của nó từ BE số 1.5 đến BE số 3.
rắc mát của nó là 2,5 kg này, 2,5 kg. Mấy cái này anh em có thể câu vít trụ điện nè, câu ngâm đó, rồi carbon sẵn nha. Đặc biệt cái này được cái là cái phen Fuji nè mọi người, đó, dạng Fuji lồng súng nè, phen xít mọi người, đó, phen xít rất là lực, dạng phen rất là lực nha, càng rất là mới luôn, đây, Fuji hết nha mọi người. Rồi cắt ok, đó. Chống sắn, bù chống sắn. Còn túi. Rồi giá công khai cây số 14, giá là 2,2 triệu người, 2,2 triệu cộng ship cây số 14. Đó, càng rất là đẹp nhé. Tiếp theo cây số 15, thì 15 lên cho người là một cây cần lua. Thì đây một cây cần lua đến từ thương hiệu Ban. Đó. Một cây cần Ban nội địa nha mọi người. Đó, Ban nội địa. Thì đây một cây cần Ban hàng lua. Dài là 1m95 mọi người, dài 1m95. Nặng là 90 g. Đó, dài 1m95, nặng 90 g. Đọt của nó là 1.5 mọi người. Đọt 1.5. Phen là phen ca, đó, phen ca phen xít nha mọi người. Và cái này nó lua từ 3.5 g đến 10 g, like từ 4 đến 10 lb, độ cứng của nó là độ cứng ML nha mọi người, độ cứng ML. Thì cái này thích hợp cho anh em về lua chẽm nhé, lua chẽm đánh lóc câu nhảy hơi. Đó. Cần Ban thì là một thương hiệu nội địa Nhật nhé, cái này thì xịn rồi. Đó. Đây phen Fuji xịt, bu Fuji chống sắn. Này. Cần thì rất là mới, cán là cán bằng mọi người, cán là cán bằng. Đây, rất ok ha. Rồi giá công khai cái số 15, giá là 2,5 triệu người, 2,5 triệu cộng ship cái số 15. Tiếp theo cái số 16, cây số 16 và cây số 17 là hai cây hàng của Gamakatsu, hàng thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Cây số 16 lên cho người là một cây cần của Gamakatsu. Một cây Gamakatsu. Và cây này dài là 2m4 nha mọi người, dài 2m4, độ cứng M. Và cây này nó lua từ 5 đến 25 g, lai từ 0.8 đến 1.5 lb, 0.8 đến 1.5 pa. Tải ni lông từ 4 đến 12 lb nha mọi người, mã có đầy đủ nhé, hàng nội địa Nhật. Mấy cái này thì rất là xịn, đặc biệt nó là bộ phen của nó là phen nòng súng người, phen nòng súng phen xít, phen nòng súng phen xít. Chung thì cây này còn rất là mới, bát của nó là bát Fuji nè. Phen dẫn trên đây là phen một chân nè, đó. Phen nòng súng phen Fuji, Fuji 16, bù chống sắn. Mấy cái này lùa cảm giác rất là đã nha mọi người, đó, rất là xịn, độ nảy cao, phôi chắc, các bạn sẵn nhá. Đây này, nhìn từ xa đây, đó. Độ nảy cực kỳ cao nhé. Rồi và cây này nó dài 2m4, đọt 1,6 ly, nặng 125 g, lua từ 5 đến 25 g, lai từ 4 đến 12 lb. Đó. Rồi giá công khai cây số 16, giá là 3,2 triệu người, 3,2 triệu cây số 16. Và cây này anh em có thể về lua lóc, lua chẽm, anh em về lua mực cũng rất ok nha mọi người, lua mực. Rồi giá 16 là 3,2 triệu. Tiếp theo cây 17 lên tiếp người vẫn là một cây cần của Gamakatsu. Và cây này còn túi luôn mọi người, đây túi nó đây. Đó, còn túi luôn. Và cây này là một cây cần rất là đặc biệt mọi người, Gamakatsu. Bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji loại xám, phen Fuji xít mọi người, phen Fuji xít. Chân là chân xám mọi người. Đó. Cán là cán Equa
thì cán nó cầm rất là ngắn em ơi, khá là ngắn tay nè. Đối với cây cần này rất là nhẹ nhé, đây vừa kiểu tay cầm luôn nè. Đó, lỗ này thì chuyên về cho em câu anh em là có cảm giác nhé. Thì cái này dài là 1m89 nha mọi người, dài 1m89, nặng là có nặng chỉ có 70g thôi nha mọi người, nặng chỉ có 70g thôi. Và đầu cứng cái này đầu cứng ngăn lờ đó, cho anh em nào thích hợp câu cảm giác nè. Đó, lùa suối anh em, lùa suối nè. Đó, câu chẽm, câu cá hanh, câu cá chắp, mấy cái này đánh cảm giác rất là phê nhé. Và cái này nó lùa từ 0.5 đến 5g, like từ 2 đến 4 lb. Thì anh em cái này tải dây bia từ bia 0.4 đến bia số 6 nhé. Độ mới cái này ra tầm khoảng 95%, rất là mới. Phôi là phôi carbon. Đó, phen nó đây. Đó, phen là phen Pussy nha mọi người, phen Pussy Seed. Đặc biệt cái này thì đọc sẽ là đọc tháp người, đọc tháp. Đọc tháp đọc đặc lắm mọi người, đọc đặc. Đọc đặc carbon. Phen trên đây đây. Phen đời cao mọi người. Đó. Bộ đây. Đó. Mấy cái đọc đặc này mọi người, thấy độ nảy của nó nè. Đó. Rất là đanh nha mọi người. Đó. Đánh cực kỳ cảm giác luôn, đây. Đó. Thế nên đanh không? Mấy cái này đánh cực kỳ phê nhá. Đó, đọc đặc. Hàng này nguyên zin của nó về luôn nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cái số 17, giá 3.2 triệu người. Đó, 3.2 triệu cái số 17. Theo ba cái bên đây, ba cái bên đây là dạng anh em lô gần cầu lóc. Tiếp theo cái số 18 lên cho người là một cây cần của Daiko, hàng nội địa Nhật. Phen của nó là phen Fuji Sitgon nè, anh em nhìn từ xa để thấy nè, phen Fuji Sitgon nhé. Cắn là cắn mút Ewa, phôi là phôi carbon. Đây, phen Fuji Sitgon, bát là bát gon luôn. Đó. Phôi là phôi carbon. Thì tổng thể cái này thì nó có xước sát nè, đó, xước sát. Và đây một cây hàng của Daiko, hàng nội địa nha mọi người. Cái này dài 3m, nặng là 380g. Và đọt của nó là 2 ly 5 người, đọt 2 ly 5. Đó, độ cứng của nó là ES. Đó, độ cứng này rất là cứng người, độ cứng ES. Và cái này nó lua từ 28 đến 115g. Đó, lua 28 đến 115g. Like từ 20 đến 50 lb nha người, 20 đến 50 lb tầm khoảng 25 kg dây á. Phen của nó là phen Fuji Seed chân con. Đó, nhưng mà cái phen chân của nó hơi bị ổ quang nè mọi người, cái lớp mạ của nó hơi bị ổ một tí nè. Đó, nói chung thì anh em không quan trọng ngoại hình thì anh em về lấy cái này về đánh rất là ổn luôn rồi. Đó, mấy cây Daiko này thôi đánh rất là ổn định luôn. Đây, phen nó đây. Đó, thì phen sau thì mình sẽ bảo với anh em vậy. Phen đây có phen này mới nè. Đó, bu là bu xít nha mọi người, bu xít màu chày nè. Đó, bu xít xứ rất là dày. Cây này thì anh em về câu lóc. Đó, chỉ có cổ lóc câu Lugan đánh bóp. Dạng ES thì rất là cứng nha mọi người. Đó, cái này đặc biệt rất là cứng luôn. Đó, rồi giá công khai 18, giá là 2.2 triệu người, 2.2 triệu cộng ship số 18. Tiếp theo cái số 19 lên tiếp người quẳng một cây cặn về cho anh em lua lóc Lugan. Thì đây một cây cần của Majorap. Thì đây một cây cần Majorap Cortex. Đó, một cây Majorap Cortex. Cần sóc nhít nha mọi người, sóc nhít. Và cái này độ cứng của nó là MH, dài là 3m18 người, dài 3m18, độ cứng MH. Đọt của nó là 3 ly 2. Và cái này nó lua từ 20 đến 60g, like từ 12 đến 25 lb. Cái này đánh B từ B số 1 đến B số 3 nha mọi người. Đó, Majorap. Bát của nó là bát Pussy. Đó, bát Pussy. Đó, hai phá luôn nha mọi người, hai phá luôn. Cái này anh về anh em to lóc mùa lũ là vô tư luôn. Phen của nó là phen Pussy Seed nha mọi người. Đó, phen là phen Pussy Seed, phen K, phôi carbon. Đó, cần thì ngoại hình thì nó dạng còn rất là mới nha mọi người. Xước thì nó chỉ qua với xước lông mèo nhỏ thôi. Đó,
mấy cây này thì đánh rất là bền mọi người. Cây Putisit nha, nó bị ố vàng cái này nè, cái này do lớp keo nó dư ra bị ố vàng nha. Cần sao thì anh em bạch gắn soi kỹ cho anh em quẹt bô bô Putisit chống sẵn nha mọi người, chống sẵn Putisit chống sẵn. Rồi giá công khai cái 19 giá 2 triệu mọi người, 2 triệu cây số 19 cần rất là chắc nha. Tiếp theo cây số 20 thì cây 20 vẫn là một cây cần dạng cho anh em về Lugan. Không thôi anh em cây này về anh em có thể câu câu cá chê, cá lóc hồ dịch vụ nhé. Và cây này một cây cần này do gấp Satis thì dòng Satis nên được sổ bộ phen là phen Titanium nha người, Titanium. Cây này dài là 3m18 người, dài 3m18, lô từ 10, lô từ 7 đến 30 gram, line từ 0.8 đến line bè từ 0.8 đến bè số 2 người, hãng Nayarap. Cây này nó nặng là 210 gram, đọt của nó là 2 ly, phen là phen xít nha người, phen xít trên bên âm, phen nòng súng nha người, phen nòng súng. Rồi đây đây, rồi sẵn nha, bắt Pussy đây, phen đây tem đầy đủ sẵn rồi, có sẵn đây, phen nó đây đó. Sẵn tương đối đẹp, bu trong sẵn bu xít luôn. Sẵn gần gút nha. Cái này anh em về câu lóc dịch vụ thôi, câu cá chê là rất là hết bài luôn. Đó, anh em câu chép cũng được. Rồi, giá công khai cây số 20 giá 1.8 thôi nha mọi người, giá 1.8. Rồi, đó tổng cộng 20 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để shop, để số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.